Quan huyện Hống Hách. Quái lạ, huyện này trước kia nổi tiếng giàu có, phồn thịnh, mà sao giờ lại lác đác tiêu điều thế kia? Bẩm quan, đây mới là khu ngoại thành, vào đến phố huyện chắc lại náo nhiệt ngay ấy mà. Người nói cũng chi lý, mới về đây nhậm chức, mình phải ra oai, lấy số má ngay từ đầu mới được. Chúng ta đi thôi. Vâng. Huyện Hà Nhất xưa nay vốn sầm uất là thế, sao bây giờ nhà cửa im ỉm, dân cư thưa thớt thế này? Ông từ nơi khác tới hả? Đúng vậy, ta là quan huyện mới về đây nhậm chức. Xin ngài hãy cứu giúp dân chúng, nhưng có chuyện gì mới được chứ? Bẩm quan, dạo gần đây có một con hổ dữ từ trên núi xuống bắt người và bắt súc vật ăn thịt. Bao nhiêu thợ săn thiện chiến đều bị nó đánh bại. Nó tung hoành bất kể ngày đêm, vì vậy mà dân chúng không dám ra khỏi nhà, cứ đóng cửa im ỉm thế này đấy ạ. À, hả? Hổ dữ? Thợ săn thiện chiến còn thua nó? Đâu đầu đây? Thôi được rồi, ngươi cứ về nhà đi, để ta tính. Chết thật, nếu không diệt trừ được hổ dữ thì cái mũ quan này làm sao mà giữ nổi. Tin vui thưa đại nhân. Có chuyện gì nói ngay đi xem nào. Hôm qua tiểu nhân đi tuần, biết được tin con hổ dữ trên núi đã bị một đám thợ săn ở huyện bên bắt đi rồi. Hả? Thật thế sao? Tin đó có chắc chắn không? Dạ, chắc chắn ạ. Đúng là dịp may đây rồi, dân chúng vùng này cứ mà phục ta sát đất. Bao nhiêu thợ săn giỏi còn không khuất phục được nó. Một dòng thông báo bằng giấy thì ăn thua gì. Ông quan này có bị thần kinh không đấy? Bé cái mồm thôi, không kẻo chẳng bị vạ hổ mà bị vạ quan đấy. Loa loa loa, quan huyện Oai Danh đã có lệnh cấm hổ vào thành quấy nhiễu dân chúng. Từ nay hổ không dám vào thành nữa, thần dân yên tâm làm ăn, không lo gì nữa. Loa loa loa. Đa tạ quan lớn, nhờ uy danh của quan lớn mà hổ dữ sợ hãi phải biến khỏi vùng này. Nhờ vậy mà thần dân chúng con được yên bình ạ. Quan huyện Hà Nhất có công đuổi được hổ dữ, bảo vệ tính mạng dân lành. Nay trẫm thưởng quan huyện 100 xúc lụa đẹp, 500 lượng vàng, đồng thời bổ nhiệm khanh tới nhậm chức ở huyện Hà Nhì để diệt trừ nạn trộm cắp và các đảng phái chống phá triều đình, quấy nhiễu dân lành. Thần tuân chỉ. Lần này thì chết chắc rồi, bọn trộm cướp không đùa được. Nhưng thánh chỉ đã nhận, phải làm sao? Cướp! Cướp! Bắt lấy nó! Xin ngài hãy cứu giúp lấy chúng tôi. Tôi biết ngài còn diệt trừ được hổ dữ, chẳng nhẽ mấy tên cướp này ngài không thể dẹp được. Đi thôi. Các người hiến kế gì đi chứ? Dạ thưa quan lớn, sao quan không sử dụng thượng sách cho dán cáo yết cấm lũ cướp không được vào thành như cấm hổ ngày trước ạ? À? Đồ ngu, lũ cướp chứ có phải hổ đâu mà làm vậy. Nay cách chức quan huyện, tịch thu mọi tài sản vì bất tuân chỉ để bọn cướp lộng hành. Quan huyện bị cách chức à? Thì có làm được gì đâu. Tôi còn nghe chuyện đuổi hổ của ông ta là trò bịp nữa cơ. Ấm trà cổ. Thank you.
Ông ơi, ông sang dùng bữa ạ. Ừ, cứ để trên bàn đấy, lát ông ăn sau. Ngày nào con cũng thấy ông lau lau chùi chùi, thế thì lấy đâu ra bụi hả ông? Chắc anh không biết. Những người yêu thích đồ cổ như ta thì có lau chùi thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy chưa đủ. Vâng, nếu huyện ta mà bình chọn những người giàu có về đồ cổ thì ông chẳng thua kém gì nhà buôn đâu ạ. Không không, ta chỉ nhận là người yêu thích đồ cổ thôi, chứ không nhận mình giàu có. Anh đừng có nói như thế, người ta cười cho đấy. Dạ con biết rồi, con đúng là có phước thì mới gặp được người tốt tính lại khiêm tốn như ông. Thôi con đi làm vườn đây ạ. Ừ. Tú ơi, Tú. Dạ ông cho gọi con. Nghe nói ở làng bên có người giao bán chiếc ấm trà cổ, ông sang đó xem sao. Anh trông nom nhà cửa cẩn thận nha. Vâng con biết rồi. Ông đã về rồi đấy ạ. Có mua được đồ không ông? Có. Ôi ấm trà này đẹp quá ông ơi. Đây là một chiếc bình cổ gia truyền nhiều đời. Hẳn người làm ra chiếc bình này là một nghệ nhân giỏi và có tâm. Thế tại sao họ lại bán bình này hả ông? Anh ta lỡ sa vào con đường cờ bạc nên phải bán hết gia tài để trả nợ. Khi vừa nhìn thấy nó, ta đã thích rồi, vì ta chưa thấy chiếc bình nào đẹp như vậy. À ra thế, thôi để con mang ấm cất vào tủ nha. Ông rửa chân tay để ăn cơm ạ. Ừ, nhẹ tay thôi kẻo sức nhé. Cha cha, còn gì yên bình hơn. Hôm nay chồng lại đến nhà tôm thế này, sao ông không báo trước, để tôi cho người qua đón. Tôi tiện đường ghé qua thăm ông luôn. Tú ơi, Tú lấy cái ấm ông mới mua hôm trước pha trà nhé. Nhớ rửa thật kỹ vào, không bụi bẩn đi. Vâng ạ. Con mời hai ông dùng trà ạ. Ừ. Mời ông dùng trà. Chà, chiếc ấm này đẹp quá. Sao tôi chưa từng thấy nó bao giờ nhỉ? Ấm trà này tôi mới mua được của một người ở làng bên đấy. Không hổ danh là người sưu tập, chiếc ấm đúng là một kiệt tác nghệ thuật. Ông cũng thấy vậy sao? Tôi tuy có nhiều ấm cổ, nhưng ưng nhất vẫn là chiếc này. Thôi, ông uống trà đi kẻo nguội. Tôi nghe họ nói trà pha bằng ấm này uống rất thơm ngon. Quả đúng như ông nói, vị trà rất đậm đà, mùi thơm, đúng là ấm đẹp, trà ngon. Bạn tri kỷ, tôi có phúc có phần mới quen biết được một người bạn như ông. Kìa, ông nói thế chẳng hóa ra chê cười tôi ư? Mấy khi được ông chiếu cố đến chơi lại cùng thưởng trà như thế này. Tôi thì chỉ ước có cuộc sống thanh tao, yên bình như ông thôi. À! Tay ông có sao không? Để tôi sai thằng Tú lấy ít thuốc bôi cho mát. Tôi không sao. Nhưng chiếc ấm... Không sao, ông cứ để đó, tôi bảo thằng Tú dọn cho, không quẹt vào tay chảy máu thì khổ. Tú ơi! Ông gọi con ạ. Anh dọn cho ta đống mảnh vụn này, rồi pha cho ta ấm trà khác nhé. Tôi thành thật xin lỗi ông về ấm trà. Nếu được, tôi xin đền ông cái khác. Chỉ là một cái ấm trà thôi, ông đừng quá bận tâm. Hôm nào rảnh ghé qua tôi chơi nữa nhé. Nhất định là thế. Thôi tôi về đây, chào ông. Ông ơi, chiếc ấm này ông rất thích mà phải khó khăn lắm ông mới mua được. Vậy mà lúc nãy ông ấy làm vỡ, ông không tức giận lại còn pha ấm trà khác mời ông ấy. Chẳng nhẽ ông không tiếc ư? Tiếc, ta rất tiếc vì không thể dùng nó để pha nhiều ấm trà khác mời bạn bè. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, có nổi giận hay luyến tiếc không có ích gì. Chi bằng hãy nghĩ rằng lúc nào đấy ta lại tìm được một chiếc bình đẹp hơn như thế. Nếu lúc đó ta giận dữ thì tình thâm giữa ta và ông bạn kia chắc gì đã còn. Sống trên đời là phải biết kiềm chế cơn giận. Có thể cầm lên, có thể bỏ xuống thì cuộc sống mới an nhàn, thanh tịnh. Còn giữ mãi mối hận thù, tiếc nuối thì chẳng phải đã lãng phí cuộc đời hay sao? Dạ con hiểu rồi ông ạ. Hối hận muộn màng.
thấy con cháu bác đi đâu mà để bác đi khám một mình vậy? Con cháu tôi sống cả trên thành phố, chỉ có một mình tôi sống ở quê. Thế tình hình sức khỏe của tôi thế nào bác sĩ? Tôi e rằng tình hình sức khỏe của bác không tốt lắm, nhưng để chắc chắn hơn, bác nên lên bệnh viện trên thành phố để khám lại. Dù sao trên đấy trình độ bác sĩ và trang thiết bị máy móc tốt hơn ở huyện mình. Vâng, để sang tuần tôi lên. Xin phép bác sĩ tôi về. Vâng, bác về ạ. Alo, ba à, con nghe đây ạ. Ừ, ba đang đứng trước cửa công ty con. Con xuống gặp một chút được không con? Vâng, con xuống luôn. Thịnh, đến đây anh nhờ một chút. Dạ, vâng ạ. Anh có việc gì gọi em vậy? Anh có chút việc muốn nhờ em. Chả là cuối tuần này anh phải đi ký một hợp đồng quan trọng. Em có thể đưa ba anh đi khám bệnh được không? À, vâng, vâng, được chứ ạ. Em coi ba anh cũng như là ba em mà. Anh cảm ơn em. Dạ, dạ, lần sau có việc gì anh cứ nói với em. Em nhiệt tình hết mình luôn. Ba, ba có chuyện gì mà lên tận đây vậy ba? Ba, con nói với ba bao nhiêu lần rồi, nếu lên thăm con thì đừng mang gà lên nữa, nhìn khó coi lắm. Gà ba tự tay nuôi nên ngon lắm, ba chỉ sợ trên này mấy đứa không có gà ngon để ăn. Thế ba lên gặp con có việc gì vậy? Lâu lắm con không về quê, ba nhớ con nên lên thăm. Vì dạo này công việc của con bận quá, chưa thu xếp được thời gian thăm ba. Bây giờ con đang có nhiều việc ở công ty, ba cứ về nhà con nghỉ ngơi trước đi ạ. Ừ, vậy cũng được. Con này, cuối tuần này con có bận không? Đưa ba đi khám bệnh nhé. Cuối tuần này con bận việc của sếp giao rồi, mà con thấy ba có sao đâu, tự nhiên lại bảo đi khám làm gì. Ờ, thôi, hôm nào rảnh rồi con đưa ba đi vậy. Ờ, ừ. Bác thấy ngại quá, lại làm phiền cháu. Dạ không phiền gì đâu ạ. Cháu coi bác như ba đẻ của cháu. Bác không phải lăng tăng gì đâu ạ. Có việc gì khó khăn, bác cứ nói với cháu. Cháu tốt quá, ba mẹ nào mà có con như cháu thì cũng thật là may mắn. Thôi bác ngồi ở đây chờ cháu một chút. Cháu vào phòng bác sĩ lấy kết quả xét nghiệm. Ơ à, ba. Bác sĩ cho em hỏi, ông già vừa rồi bị bệnh gì thế ạ? Ý em là ông Hưng hả? Vâng, đúng ông ấy ạ. Số ông ấy cũng rõ khổ, chẳng biết con cháu đi đâu mà để ông ấy một thân một mình đi khám, lại còn phải mắc căn bệnh nan y chứ. Bệnh nan y? Ông ấy bị bệnh gì vậy bác sĩ? Ông ấy bị bệnh ung thư gan, vào giai đoạn 4 rồi. Giai đoạn 4 là sao bác sĩ? Bệnh đến giai đoạn này có chữa được không ạ? Giai đoạn 4 là giai đoạn cuối, đến giai đoạn này bệnh rất khó chữa. Điều quan trọng với ông ấy bây giờ là tâm lý luôn phải lạc quan thì mới kéo dài được sự sống. Mà cậu có quan hệ gì với ông ấy vậy? Em là con trai của ông ấy. Ba, ba. Sao con lại tới đây? Ba tưởng con hôm nay phải đi làm mà. Ba bị bệnh nặng vậy, sao con báo cho con biết? Sao con biết vậy? Con vừa hỏi, bác sĩ đã nói hết cho con nghe rồi. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường mà con. Con không cần phải lo lắng cho ba đâu. Ba, con xin lỗi ba. Con thật bất hiếu. Ba tha lỗi cho con. Con đừng nói vậy. Ba có bao giờ giận con đâu. Thôi, về đi con. Vâng, ba con mình về thôi. Con hứa từ nay về sau sẽ luôn ở bên ba. Bác sĩ bảo ba phải luôn lạc quan lên. Ba phải cố gắng vì con, vì cháu ba nhé. Ba biết rồi. Quà của ngoại. Mẹ cho con gửi cháu mấy hôm, khi nào thu xếp xong công việc con sẽ lên đón cháu. Con cứ để cháu ở đây chơi với mẹ, cứ yên tâm mà lo công việc đi ha. Con phải nghe lời bà, không được vời vĩnh nghe chưa? Dạ. Wow,
món ngon quá ngoại ơi. Ở quê con chả bao giờ được ăn những món thế này. ăn nhiều vào nhé, rồi bà dẫn đi chơi phố. Tuyệt quá, hoan hô ngoại. Thích quá ngoại ơi, chưa bao giờ con được mua nhiều đồ thế này. Nếu con thích, ngày mai ngoại sẽ dẫn con đi tiếp, chịu không? Dạ, chịu. Ôi, chiếc mũ đẹp quá. Ngoại, ngoại ơi. Gì thế con? Dạ, không ạ. Sáng giờ ngoại mua cho mình nhiều thứ lắm rồi. Mình mà đòi nữa, ngoại sẽ không vui đâu. Thôi vậy. Vậy mình về nha con. Dạ. Sao thế con? Cơm không ngon. Mình ơi. Dạ không, cơm ngon lắm. À, dạ ơi. Mình mà đổi chiếc mũ đó thì đồng ý bán cha đâu. Hàng chỉ có lát mắt. Nhưng ba đã dặn không được vòi vĩnh. Ngoại mà mét ba thì từ sau mình sẽ không được lên chơi với ngoại nữa. Hay là... mình lấy có một đồng, chắc ngoại không biết đâu. Mình sẽ nói là tiền ba cho. Cô ơi, cho cháu mua chiếc mũ nơ hồng ạ. Hết rồi cháu à. Sao ạ? Hết rồi ạ. Ừ, sáng nay có người vừa mua chiếc cuối cùng rồi. Sao số mình xui thế? Tâm về rồi ha con, chờ ngoại chút. Dạ. Vừa sáng ngủ dậy đã đi đâu thế? Ngoại có cái này cho con nè. Gì thế ạ? Ôi, chiếc mũ này. Sao? Đúng chiếc mũ con thích phải không? Vâng ạ, sao ngoại biết tài thế? Hôm qua, nhìn thái độ của con là ngoại đoán ra ngay. Lần sau thích cái gì thì cứ nói với ngoại, không phải sợ đâu nha. Hoan hô ngoại, ngoại thật tuyệt vời. Sao thế con? Ngoại, con không xứng đáng nhận chiếc mũ này. Sao lại không xứng đáng? Con thích chiếc mũ, nhưng không dám xin ngoại vì sợ ngoại mắng. Con đã lén lấy trộm tiền của ngoại. Con... Ngoại ơi, con gửi ngoại, con xin lỗi. Ngoại tha lỗi cho con nha. Thật ra ngoại đã biết hết mọi chuyện rồi. Sao ạ? Đêm qua con thức dậy làm gì? Ngoại biết hết. Thế sao ngoại không trách phạt con? Ngoại còn mua quà cho con nữa. Trách phạt con ư? Ngoại muốn con nhận ra lỗi và sửa chữa lỗi lầm, thế mới quan trọng chứ trách phạt con nói làm gì. Và ngoại đã chờ con làm điều đó. Con đã không làm ngoại thất vọng. Ngoại, con sai rồi. Con hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Con cảm ơn ngoại. Ngoan, ngoan lắm. Gió mùa ngang qua phố. Mình đến ngay đây. Ừ. À, Mai đến rồi kìa. Chúc mừng sinh nhật nhé. Cảm ơn mọi người. Sinh nhật năm nay ông xã cũng không tổ chức gì cho cậu sao? Ôi dào, tổ chức rườm rà cũng chỉ tốn thời gian thôi. Với cái này, ngày nào cũng là ngày sinh nhật của mình hết. Ừ đúng, nhà có điều kiện suốt ngày được mua sắm thỏa thích thì ngày nào chả là ngày sinh nhật. Nhất cậu đấy, có được ông chồng tốt thế chứ. Ừ, cũng tạm tạm. Chủ yếu là có tấm thẻ không bao giờ cạn là được. Chẳng cần gì hơn nữa. Đúng, chúc mừng Mai tốt số. Cảm ơn mọi người, vì cẩn thận nha. Cô kéo cửa kính lên cho đỡ gió. Hôm nay dự báo thời tiết có gió mùa về rồi đấy. Gió mùa về rồi sao? Đến đầu phố chú cho tôi xuống nhé. Tôi muốn tự đi bộ về nhà.
Được ạ. Kính chào quý khách. Lấy cho tôi chiếc khăn kia. Chị thật tinh quá. Đây là mẫu mới vừa mới về. Chỉ cửa hàng này mới có thôi đấy ạ. Của quý khách 800 ngàn ạ. Quẹt thẻ giúp tôi. Vậy là mình đã có quà sinh nhật đón gió mùa rồi. Cháu mới về đấy à? Sao hôm nay lại đi bộ thế kia? Vâng ạ, cháu chào cô. Ồ, xem kìa, chiếc khăn của cháu chẳng phải rất giống của cô sao? Dạ, đúng là giống. Chẳng phải cháu cũng mua ở cửa hàng thời trang Lamy đấy chứ? Chú nhà cô bảo chiếc khăn này giảm giá còn có 200 ngàn, nên mua cho cô đấy. Hàng giảm giá? Chứ sao, nhà cô đâu có điều kiện mà mua đồ đắt. Thôi cô vào nhà đã, hôm nay dự báo có gió mùa về, phải nấu món gì nóng nóng. Để chú về ăn cho ấm bụng mới được. Hàng giảm giá? Thế mà nhân viên ở đấy dám bảo với mình là hàng mới về. Lại còn bán cho mình 800 ngàn nữa chứ. Sao cô bảo đây là hàng mới về? Nó chỉ là đồ giảm giá phải không? Đây là hàng mới về ạ. Cô đừng có nói dối nữa. Rõ là cũng chiếc khăn này, hàng xóm nhà tôi cũng mua ở đây có giá 200 ngàn. Là vì hàng giảm giá cơ mà. Tôi hiểu rồi. Hàng xóm của chị có phải là chú làm bảo vệ? Sáng sáng hai vợ chồng cô chú đều đi bộ đi làm cùng nhau. Và cô ấy thường xách cái làn hồng để cơm cho chú phải không ạ? Ờ đúng, là vợ chồng cô Xuân. Vậy là cô cũng thừa nhận rồi nhé. Vâng, trưa nay chú ấy đến đây mua chiếc khăn. Và tôi đã nói nó được giảm giá còn 200 ngàn. Dù thực chất giá của nó là 800 ngàn ạ. Là sao? Chẳng là hàng ngày nhìn thấy vợ chồng chú ấy bên nhau, tình cảm tôi rất ngưỡng mộ. Khi tôi khoác chiếc khăn mới này cho Mona Canh, chú ấy cứ đứng ngắm nghía và đắn đo. Rồi tình cờ biết chuyện, nhà chú ấy từ trước vốn chỉ dùng đồ cũ. Chú ấy muốn một lần mua khăn mới cho vợ trước khi gió mùa về. Thế nên khi đến mua, tất cả tiền dành dụm trong ví, tính đến cả đồng lẻ cuối cùng, chỉ có 200 ngàn thôi. Chú ơi, chiếc khăn này 200 ngàn ạ. Vậy nên tôi đã bù thêm tiền của mình để bán cho chú ấy chiếc khăn đó với giá 200 ngàn. Sự thật là như thế chị ạ. Tôi cũng biết là với vợ chồng cô chú ấy, nếu không có chiếc khăn, họ cũng sẽ chẳng bị lạnh vì gió mùa đâu. Tình cảm chân thành của họ dành cho nhau đã đủ khiến trái tim họ luôn ấm áp rồi. Tôi hiểu rồi. Sinh nhật năm nay ông xã cũng không tổ chức gì cho cậu sao? Anh à, lâu nay vợ chồng mình không ăn tối cùng nhau. Tối mai mình cùng đi ăn nhà hàng nhé. Nhưng mai anh đi công tác từ sáng rồi. Đi từ sáng? Hôm nay em sao vậy? Em cũng biết là anh rất bận mà. Nhưng mai là sinh nhật của em, anh quên rồi sao? Ừ thì, em cầm thẻ mua gì đó mình thích đi. Chẳng phải em rất thích mua sắm đó sao? Em cứ mua sắm thoải mái đi. Anh có bao giờ để em thiếu thốn gì đâu. Giờ mình cũng đâu còn là cái thời hẹn hò yêu đương nữa. Bày vẽ làm gì em? Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!